Chào mừng em đã quay trở lại với chuyên mục đập hộp laptop mới cùng Đúng Laptop. Như vậy là năm Nhâm Dần sắp đến rồi. Năm nay thì đại dịch Covid vẫn đang rất là phức tạp. Tết này thì tất cả anh em chúng ta chắc chắn là sẽ không được chơi thoải mái như mọi năm. Đặc biệt là các anh em nào mà hay chơi game, chúng ta sẽ lựa chọn là chơi game ở nhà qua dịp Tết này. Thì để lựa chọn cho mình một cái sản phẩm laptop gaming để chơi trong cái dịp Tết này thì cũng rất là khó phải không? Nhưng mà hiện tại ở Đúng Laptop, bên mình vừa về được một mẫu máy laptop Nitro Nam này. Mình đảm bảo rằng với sản phẩm này ở mức giá cực kỳ hợp lý và cấu hình thì cực kỳ là ngon. Anh em hãy cùng mình đi vào khám phá. Hôm nay mình sẽ khám phá ngoại quan và nội thất của sản phẩm này, xem sản phẩm này nó có gì đặc biệt. Anh em hãy cùng mình nhé. Vâng, sản phẩm Acer Nitro 5 này mình đang có là mã hiệu là AN51557-536Q các bạn nhé. Cấu hình đây ạ. Sản phẩm này thì được sản xuất năm cuối năm 2021 thì nó vẫn được trang bị là con CPU i5-11400H, RAM là 8GB, SSD 256, màn hình 15.6 inch Full HD IPS và nó có tần số quét là 144Hz, rất là ngon rồi. Vega rời là NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB. Các bạn hãy cùng mình đi vào khám phá xem nhé. Mình bắt đầu khui siêu. Đây là siêu của máy đây, siêu của nguyên đây. Ở những đây là hàng sách tay Mỹ các bạn nhé. Những phiên bản trước bên mình về thì nó chỉ là màn 60Hz thôi, nhưng trên sản phẩm này là màn 144Hz thì thấy mình thấy là rất là ngon rồi. Mình vẫn mê cái kiểu đóng hộp của Acer, rất cẩn thận và rất tỉ mỉ, rất cứng cáp và chắc chắn. Sách hướng dẫn thì rất là nhiều, sách hướng dẫn rất nhiều. Tôi bị ở đây có logo anh em nhé, anh em là mua về muốn dán vào đầu chúng ta lột ra và dán trang trí. Đây là sạc này, sạc đây bạn nhé, trên nguồn. Ở đây thì vẫn được thiết kế là cáp HDD để chúng ta cáp ổ 2.5 để chúng ta có thể nâng cấp thêm. Ốc đầy đủ hết luôn. Ở đây còn có móc treo khóa nữa, rất là xịn sò. Ok, mình sẽ bỏ này và tiếp theo mình sẽ xem cái máy nào. Cái bọc này cũng rất là cẩn thận nữa nhé, nhung mềm, không bị xước máy Acer. Đây, máy đây các bạn nhé, một màu đen. Màu đen Acer Nitro 5 thì toàn bộ nó là bằng nhựa rồi, tất cả các mặt đều bằng nhựa hết. Vẫn không khác gì quá nhiều so với những phiên bản đầu năm 2021 và 2020. Đó, ở đây led phím đỏ các bạn nhé, không phải led RGB, mà 144Hz. Ok, i5. Đây là thông số này. Rồi, mình sẽ bắt đầu đi kích hoạt Win và kiểm tra về phần mềm, thông số cấu hình xem có chuẩn với bao bì của nhà sản xuất không. Trước khi kích hoạt Win chúng ta sẽ cần phải cắm sạc. Và cái điểm này mình xin nhắc các bạn thêm một chút, bởi vì rất nhiều bạn đã gặp phải tình trạng này, đó chính là về chúng ta cắm vào sạc này. Đây, cổng sạc đây các bạn nhé. Đấy, chúng ta cắm như này này là chưa vào đâu các bạn nhé. Khi nào đèn nó phải sáng như này, mà cái sạc này nó sẽ cần phải cắm ấn mạnh một tí. Đấy, ấn mạnh vào thì đèn sáng, đèn nguồn, đèn sạc pin nó đỏ như này thì là máy đã được vào điện. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cắm không tới thì nó sẽ không vào điện đâu các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé. Rồi, đấy, kiểu tạch cái. Ok, lần bật đầu tiên là cần phải có nguồn nó mới bật được các bạn ạ. Sản phẩm này đang được trang bị là Win bản quyền 11 đi kèm, cho nên là cái thời gian kích hoạt nó sẽ rất là lâu. Win 11 các bạn nhé. Trên sản phẩm này màn 144Hz thì cực kỳ ngon rồi, anh em chơi game các thứ này rất là ngon. Ok, bắt đầu kích hoạt Win 11 nhé. Win 11 sẽ rất là lâu, cho nên là các bạn hãy chờ mình một chút nhé.
mình sẽ tua nhanh một tí chứ chờ cái này thì rất là lâu. Ok, mình đã kích hoạt win xong các bạn nhé. Máy đã chạy ngon lành rồi. Cùng kiểm tra qua về cấu hình nào. Coi 5 11400H, RAM 8GB. Ok, máy đã chuẩn. Win 11 hôm các bạn nhé, 21H2. Cùng đi kiểm tra xem là nó đang sử dụng ổ cứng gì, Wi-Fi gì. Ở đây mình thấy thông số Wi-Fi đó là Kinder Double Shot Pro, chứng tỏ cái Wi-Fi này nó sẽ rất là ngon. À, nó sẽ có hai, nó sẽ chạy double đấy các bạn nhé. Khi mà chúng ta có thể vừa dùng mạng dây và vừa dùng dây mạng LAN và mạng Wi-Fi. Rồi, ổ SSD NVMe Kingston. Ok. NVIDIA GeForce RTX 1650. Rồi, cấu hình đã khá là chuẩn so với thông số trên vỏ hộp. Loa của Win 11 rất là ấm các bạn nhé. Âm thanh rất là ấm. Rồi, bây giờ mình sẽ đây, kiểm tra cái màn hình đã, xem là có đúng 144 hay không. Muốn hết các bạn nhé, chuẩn luôn, chuẩn thông số rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến bước tiếp theo. Rồi, mình tắt máy nào. Ok, mình đã kích hoạt Win và kiểm tra phần mềm rất là ok rồi. Bây giờ anh em hãy cùng mình đi vào khám phá nội thất xem là cái sản phẩm Nitro 5 này có gì khác biệt so với những phiên bản trước hay không, khả năng nâng cấp của nó có tốt không. Anh em hãy cùng mình nhé, đi tháo máy nào. Ok, nội thất của Nitro 5 đã xuất hiện trước mặt mình đây các bạn nhé. Mình nhìn lướt qua thì khả năng nâng cấp của sản phẩm này cực kỳ tuyệt. Nó vẫn như thiết kế của những phiên bản đi trước của năm 2020-2021. Đó chính là khả năng nâng cấp cực kỳ tuyệt vời, từ ổ cứng cho đến RAM. Ổ cứng thì chúng ta có thể cắm thêm một khe M2 NVMe ở đây các bạn nhé. Ổ chuẩn 2.5 thì ở đây rồi. Mình vừa đưa cho các bạn một cái cáp đấy, nó hãng sản xuất để sẵn cáp cho chúng ta, để khi chúng ta nâng cấp rất là tốt. RAM thì 2 slot, ở đây là vẫn đang chống một slot nữa. Chúng ta có thể cắm thêm một thanh 8GB để thành bề 16GB hoặc là lên 32GB. Tản nhiệt này, tản nhiệt cực kỳ ngon luôn. 4 hốc tản nhiệt rất là to, tản nhiệt thì rất là dày, bao phủ toàn bộ các MOSFET của Vega CU, tản nhiệt luôn cho các IC luôn. Thì cái tuổi thọ của nó cực kỳ cao, rất là ngon. Có cả cổng LAN đây. Wi-Fi mình nhìn rất là phê luôn, Kinder 1650i. Cái Wi-Fi này thì cũng khả năng thay thế cũng rất là dễ các bạn nhé. Mình thấy rằng là khi mà cái sản phẩm Wi-Fi ấy, nó càng cao, tốc độ càng nhanh thì nó sẽ dễ bị lỗi hơn. Nhưng mà Wi-Fi giờ như này chúng ta thay thế rất là dễ.
được đằng nọ sẽ mất đằng kia, phải không ạ? Rồi, ok. Vâng, vừa rồi là mình đã đi khám phá về nội thất, về ngoại thất thì thấy sản phẩm này là rất ok rồi. Khả năng nâng cấp thì cực kỳ tuyệt vời. Anh em có muốn sở hữu sản phẩm này không? Có muốn mục sở thị sản phẩm này không? Hãy đến ngay với Đúng Laptop để được tư vấn miễn phí, để được trải nghiệm sản phẩm. Mình xin bật mí thêm, sản phẩm này đang được bán tại Đúng Laptop chỉ từ 19 triệu đồng thôi. Anh em hãy đến Đúng Laptop để ủng hộ Đúng Laptop nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình và mong rằng anh em sẽ ủng hộ những video tiếp theo của Đúng Laptop. Xin chào và hẹn gặp lại.